Vâng anh em, chuẩn bị khá nhiều đồ để hôm nay đi câu. Nhưng mà trời, tôi nghĩ là sắp mưa. Đấy, quá hẹn không biết là thế nào. Trời, tôi nghĩ là hôm nay mưa chắc cú rồi. Sợ mỗi này đi xuống đến hồ thì mưa, biết làm một trò gì giờ. Thôi, cứ phải làm thôi. Biết làm nào giờ. Mưa không đi được thì mai đi vậy. Đây anh em thùng thính ủ này, xúc tôi đi từ câu. Đây bây giờ chuyển đồ ra trộn thôi. Mưa mà không đánh được thì mai treo biển bán hai cái ổ thính vậy. Ok. Đấy, trộn hai ổ cho bạn Tuấn Anh một ổ, tôi một ổ. Đây thùng thính ủ. Em ra đi không được. Sao phải yêu nhau cũng chẳng chẳng quên mãi. Đấy, cái bài này thì quá quen thuộc rồi, không phải giới thiệu nhiều. Làm gạo mẹ này. xốp. Cắm trứng. Trứng gà. Thịt chảo. À, ok, đảo đều lên là xong. Xong một ổ.